Bác sĩ ơi, em thường bị da dịch trắng nhất là khi vận động nhiều hay là thời tiết nóng. Liệu có phải là em bị không? Là một trong những vấn đề phụ khoa thường gặp nhất ở trong phòng khám và bao gồm những cái triệu chứng từ chẳng hạn như là ngứa này, nóng rát, kích thích và tiết dịch bất thường. Thế thì như thế nào là tăng tiết dịch bình thường và như thế nào là tiết dịch bất thường? Thì tiết dịch bình thường ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản thông thường là lượng dịch sẽ nằm trong vòng từ 1 đến 4 ml trên 24 giờ, dịch loãng, có màu trắng hoặc là không màu, thường không có mùi và pH thì nằm trong khoảng từ 3,8 đến 4,5. Còn bất thường là khi mà dịch tiết có những cái triệu chứng như là có màu vàng xanh, màu xám loãng, có mùi cá, mùi hôi, pH cao hơn so với bình thường và kèm theo những cái triệu chứng hộ chẳng hạn như là nóng, đỏ và phù nề. Những triệu chứng này thì sẽ liên quan đến quá trình bệnh lý như là viêm âm đạo hay là viêm cung. Và để phòng ngừa những cái triệu chứng này thì ngoài việc hạn chế loại bỏ đi những cái yếu tố thuận lợi cũng như là những cái yếu tố nguy cơ thì việc mà vệ sinh vùng kín đúng cách, đặc biệt là sau khi quan là một điều cực kỳ cần thiết. Và lựa chọn cho mình một sản phẩm vệ sinh vùng kín phù hợp là một điều cực kỳ quan trọng trong công cuộc bảo vệ sức khỏe. Tránh sử dụng những cái sản phẩm như là xà bông, sữa tắm, kem bôi hay là một vài những cái hoạt chất khử mùi bởi vì cái nguy cơ có thể gây khô, thay đổi độ pH hay là ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật bình thường, dẫn tới là cái nguy cơ sẽ gây tăng nhiễm trùng. Các bạn có thể tham khảo dung dịch vệ sinh iPad Intimate Care. Bạn này thì có dạng bọt mịn, mùi hoa cúc nhẹ nhàng với những thành phần tiêu biểu như là lactic acid, tạo pH tối ưu cho môi trường vùng kín, ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại và có vai trò trong việc bảo vệ miễn dịch tại chỗ. Anti-irritant complex phức hợp gồm chiết xuất từ hoa cúc hữu cơ, bisabolol và pantenol, giúp cấp ẩm, làm dịu, hạn chế tình trạng viêm và kích ứng. Công thức giàu prebiotic hỗ trợ phục hồi và cân bằng hệ vi sinh. Việc mà sử dụng những sản phẩm vệ sinh vùng kín gần như là một phần không thể thiếu trong thói quen vệ sinh hàng ngày. Tuy nhiên, hãy lựa chọn cho mình những sản phẩm thật sự phù hợp để biến những thói quen này trở thành những thói quen tốt nhé.